Em chào các bác nhé, chào toàn thể anh em. Hôm nay là ngày 26 tháng 7, em lên video hôm nay có một ít có mấy con máy với là một ít cần súp nữa nhé. Cần súp mà cứng 25 30 thì có hai mấy cây ba khúc dùng cho các bác đánh lục. Lời đầu tiên thì em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác, chúc các bác cùng toàn thể gia đình luôn luôn an khang. Bác chốt cái nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969113285 để kết nối Zalo với em qua số điện thoại 0969113285. Và giá em báo đây là chưa có phí ship ấy. Phí ship mỗi đơn hàng đối với máy là 30.000 trên một đơn và ship đối với cần là 40.000 trên một đơn. Em ship code toàn quốc. Bác nào chuyển khoản thì em bao ship. Cũng rất mong các bác bấm một cái nút đăng ký kênh và ủng hộ kênh của em. Sau đây em sẽ lên lần lượt từng mã. Đầu tiên là mã 1 thôi, mã 1. Mã M1 nó có con máy ngang của Olympic này. Nó khá là to, dùng cho bác câu biển. Con này là máy ngang tay phải thôi. Mọi chức năng của nó hoạt động ok thôi. Chế độ 2 chiều, 1 chiều. Máy này là máy tròn thôi, trong này nó còn cái cối này thì lô này nó hơi bị oxy hóa chút này. Cái lô trong này thì nó hơi bị oxy hóa chút, cái chỗ này nó cũng bị oxy hóa nhám nhám chút này. Cái lửa dây của nó như này nó vẫn hoạt động. Hàng của Olympic, cái này là gì, Dozuki 400. Con này chạy hai bạc đạn. Máy khá là to ấy. Đường kính của con máy 10 cm. Đường kính của nó 9,6 thôi nhé. Đường kính của cái máy này là 9,6 cm. Đấy, nó hoạt động thì ok. Đấy, mọi chức năng của nó ok ấy. Hàng made in Japan. Máy ngang tay phải. Con này mã M1. M1 con này nó nặng 720g. 720g, con này có giá 200.000. 200.000. Tiếp theo M2. M2 đây có con này là các bác có thể dùng được cả tay phải và dùng được cả tay trái nhé. Đây. Nó có cái chế độ R và cái chế độ L này. Cái chế độ L này là dùng cho các bác dùng tay trái này. Còn gạt lên giữa này là chế độ 2 chiều này. Còn sang cái chế độ R này là dùng cho tay phải thôi nhé. Dùng cho các bác dùng tay phải. Còn gạt về chế độ L này là tay trái này. Cái con này thì nó cũng không có lừa dây thôi nhé. Không có lừa dây mà nó cũng không có nó cũng không có drag. Nó không có drag. Nếu các bác muốn xả thì về cái chế độ 2 chiều này nhé. Nó không có chế độ nhảy, nó không có chế độ xả bun nữa nhé. Nó chỉ có một cái gạt này thôi, không có chế độ xả bun. Có nghĩa là xả thì các bác phải xả bằng cái này. Dùng được cả tay trái cả tay phải. Cái con này mã M2 nặng 670g. Cái con này có giá 600.000 luôn. 600.000. Mã M2. Tiếp theo mã M3 là con Olympic. Con này là con Olympic Zebra 3500. Đây, ngoại hình thì nó có chảy xước ấy. Ngoại hình có chảy xước, con này size tầm 8.000.
cước 6 vào 240m, cước 5 vào 285m, con này size 8000. Cối của nó thì có bị oxy hóa chút xíu. Ở chỗ nào nhỉ? Con này cối đẹp. Ở đây chỗ này nó có bị một chút xíu tí tí đây thôi. Chút xíu chỗ này. Ngoại hình nó có chảy xước. Size 8000, hoạt động thì êm mượt. Olympic Zebra. Ô bin sống ấy, đổi tay trái phải ok này, gạt cước còn ok ấy, lăn cước sáng này. Cối thì còn khá là đẹp. Size 8000. Con này mã M3. M3 con này nó nặng 530g. Ratio của nó 4.67. Này mã M3 có giá M3 này 500 ấy. M3 500.000. Tiếp theo M4. M4 là con Olympic. Olympic con này GX3000. GX3000. Olympic. Con này trục đôi nhông đũa rồi ấy. Con này trục đôi nhông đũa này. Hàng đời Tống nhưng mà con này nó là trục đôi nhông đũa đấy, mông to. Mông mông này rất là to luôn. Trục đôi nhông đũa. Rất là khỏe. Con này thì thông số dây của nó cước 6 nó vào được 200m này, size 7000 ấy. Cước 5 vào 240m, cước 6 vào 200m, size 7000. Ratio của nó 4.36. Ratio 4.36, hàng made in Korea. Made in Korea. Nó là con Atlas gì? Atlas GX3000, xài nó 7000. Drag kêu rất là to luôn. Cái hoạt động êm mượt thôi. Hoạt động êm mượt. Chụp đôi nhông đũa. Con này mã M4. Nặng 530g. M4 này có giá 500.000. Mã M4 500 ấy. Con này ngoại hình còn tương đối đẹp. Đấy, có chảy xước vài điểm nhẹ đây. Tiếp theo mã M5. M5 là con Olympic Letgo 5 350 Mark 3 này. Con này size 8000, cước 8 vào 170m. Cước 7 vào 195m, ratio 5.2. Nặng 515g. Đấy, cái cối của nó thì hơi bị chảy sơn chút. Đấy, ngoại hình máy thì, ngoại hình như thân máy thì còn tương đối. Thân máy còn tương đối thôi. Lăn cước thì sáng này. Đấy, hoạt động êm mượt. Con này chạy hai bạc đạn. Con này tuột lưỡi gà. Cối của nó thì hơi bị chảy sơn chút đấy. Hơi bị chảy sơn chút. Thấy lưỡi gà thì em sẽ lắp cái lưỡi gà vào. Hai bạc đạn. Con này mã M5 giá 560.000. M5 560.000. Máy hoạt động êm mượt. Hàng này thì trâu bò. Tiếp theo M6. M6 con Olympic. Olympic QD404. Con này size khoảng 10.000 nữa. Con này size khoảng 10.000. Hoạt động thì êm mượt. Hoạt động cực kỳ êm mượt luôn.
Lưỡi gà kêu, làn cước ok luôn, làn cước sáng. Ngoại hình máy còn tương đối đẹp, có chạy xước răm răm nhẹ đây thôi. Đấy, những con này các bác cũng có thể câu lăng xê câu trước, câu lăng xê câu ngâm, đánh lăng xê những hồ lớn cá lớn chút, những con này thì bao khỏe. Cái ngoài nó có chảy xước mà cũng ít được ấy, chủ yếu xước răm. Con này mã M5 à, M6 ấy. Con này mã M6 ấy. Nó nặng 540 g, ratio 4.5. Con này có giá 560.000. Tiếp theo mã M7. M7 con Alex 5000. Alex 5000 ngoại hình còn tương đối đẹp này, cái mông dưới đẹp này. Cái trên này có xước răm nhẹ. Trên này có xước răm nhẹ không? Cái có xước răm nhưng mà cũng nhẹ thôi, không không đến nỗi chảy chuét đâu. Con này thì nó lai tay quay ấy. Tay quay này không phải tay quay của nó, nhưng mà nó là tay quay kim loại thôi. Tay quay kim loại thì các bác dùng thoải mái. Đấy, hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn. ABS hoạt động thì rất là êm mượt. Alex 5000 hàng Malaysia, made in Malaysia. Này đời 2000. Này đời 2000. Đời 2000 thì cách đây cũng 22 năm rồi. Hoạt động thì rất là êm mượt luôn. Đấy, máy còn tương đối là đẹp. Con này dùng cho các bác câu đánh lăng xê, đánh lục đầu cần. Con này mã M7 nó nặng 585 g, ratio 4.8. mã M7 có giá 850.000 luôn. 850.000. Tiếp theo M8 con máy ngang tay phải ấy. Máy ngang tay phải, con này là con Daiwa Super Dynamic S150 này. Bùn của nó quay rất là mượt luôn. Bùn rất mượt luôn. Con này nó có cái điểm chảy ở đây. Chảy sơn chút này. Ngoại hình như bên này nó có xước răm chút. Có xước răm nhẹ. Này có ABS thôi. Thằng này có ABS. Thằng này có ABS này. Hoạt động thì êm mượt. Hàng sản xuất tại Thái Lan nữa, made in Thái Lan xuất Nhật. Đấy, cái những cái thông số dây của nó cũng ghi toàn, nó viết toàn bằng tiếng Nhật thôi. Toàn bằng tiếng Nhật này. Dây số 4 vào được dây số 3 này. Dây 3 vào được 170 m, dây số 4 vào được 140 m. Còn trên này là dây PE này. PE thì dây 4 vào được 135 m này. Số 5 vào được 100 m. Còn dưới này chắc là cước. Con máy này dạng như kiểu máy rích như ấy. Nó dạng như kiểu máy rích này. Cái tay quay này thì giống kiểu máy rích hơn là máy lua. Nhưng mà em nghĩ là các bác cũng vẫn có thể lua được. Nhưng mà em quay tay phải thì nó không được thuận tay lắm. Nói chung là hoạt động thì mượt. Đấy, cái cối này thì hơi bị oxy hóa nhẹ chút thôi. Cái cối trong này nó hơi bị oxy hóa chút này. Này mã M8 này. Nó nặng 260 g, ratio 5.2.
Này có giá 550.000 luôn. 550.000. Đấy, hoạt động thì êm mượt. Tiếp theo là M9. M9 đây có con cũng Daiwa Super Dynamic, nhưng con này Dynamic X 150i. Con này chạy ba bạc đạn. Chạy ba bạc đạn với một cái bạc ABS là 4 luôn. Hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn. Đấy, nó có cái độn cối bằng như kiểu bằng da hay bằng cái gì đấy. Đấy, nó có độn cối tháo được ra, tụt vào đây. Đấy, đây là cái độn cối ấy. Cối của nó thì ok này. Cối nó đẹp. Thực ra bác nào mà nếu mà mới tập chơi máy ngang, mới gọi là mới vào tập chơi máy ngang thì cố gắng gọi là tập chơi máy tay phải cho nó rẻ các bạn. Bởi vì những con máy tay trái, máy ngang tay trái nó rất là đắt luôn. Đấy, nếu mà các bác mới vào tập chơi, gọi là mới bước vào máy ngang thì nên, em khuyên các bác là nên 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 tập chơi máy tay phải, bởi vì nó cũng không không đến nỗi khó lắm, mặc dù nó hơi có thể là nó không 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 thuận tay với mình tí, nhưng mà các bác tập chơi dần dần nó quen, mà giá nó lại rẻ hơn là máy tay trái rất là nhiều. Con này thì rất là êm mượt thôi. Con này thông số dây của nó thì số 3 vào 170m này, 4 vào 140m. Đấy, PE thì 4 vào 135m này, nó 5 vào 100m. Đấy, cái này nó dạng là máy rích thôi nhé. Nó dạng là máy như kiểu máy rích ấy. Mà các bác lua thì vẫn có thể lua được bình thường. Đấy, con này là máy tay phải, con này thì còn đẹp, đẹp. Con này đẹp tuyệt vời luôn. Cũng hàng Made in Thái Lan này. Đấy, Made in Thái Lan xuất Nhật. Và bạc đạn. Con này mã M9. Nó nặng 270g, ratio 5.2. Con này có giá 750.000. Đây, con này rất là đẹp không nhé, 750.000. Tiếp theo mã M10. M10 đây có con Daiwa này. Con Daiwa Super Million. Con này ST15L. Con này chạy ba bạc đạn nữa ấy. Này chạy ba bạc đạn. Cái cối của nó vàng ngon này, đẹp. Đấy, cái lô vàng ống luôn. Lô vàng ống đẹp. Máy tay trái các bác. Con này máy tay trái. Nhưng mà đời thì nó hơi sâu chút. Dòng này thì không có ABS. Thực ra con máy ngang này em quay tay bên phải thì còn quay tay trái nó cảm giác nó còn ngượng hơn quay tay phải. Rất là mượt luôn, rất là êm mượt luôn, ba bạc đạn. Mọi chức năng nó ok, hàng Japan đấy, hàng Japan. Con này còn khá là đẹp, nó không thấy có chảy xước gì đâu. Đấy, còn khá đẹp. Đấy, máy tay trái. Con này thông số dây rồi. Dây dây số 4 vào 135m này. Dây số 5 vào 100m. Dây số 6 vào 80m. Đấy. Nó có cái độ cối của nó.
Nên nó có cái độn cối bằng da này ấy, độn cối thảo đây. Bác không thích dùng độn cối thì không 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 nhét nó vào nữa. Mà dùng độn cối thì thả nó vào đây. Con này thì nó nặng 225 gram. Ratio của nó 4.8. Mã M10 này có giá 1 triệu 3 thôi. Con M10 có giá 1 triệu 3 máy tay trái. Hàng Japan. Tiếp theo M11. M11 đây có con Power Arrow. Shimano ấy, Shimano Power Arrow, con này cối nông. Cối nông mô bin sống này. Con này xả nhanh luôn này. Con này đời 2004. Đời 2004. Đấy, nếu mà các bác tháo cối thì vặn cái núm nhỏ trong này nhé. Tháo cối thì vặn, nếu tháo cái nắp cối ra thì vặn cái núm nhỏ trong này. Máy còn tương đối đẹp. Cái này mà các bác muốn muốn cái chế độ xả này của nó này, chế độ xả của nó các bác muốn xả nhiều hay xả ít ấy, thì các bác chỉnh cái núm này nhé. Để các bác nới, để các bác nới 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 hết hết tầm ra. Để các bạn cái này nới hết tầm ra nhé. Siết cái này vào gần hết. Có nghĩa là siết căng vào gần hết thì cái chế độ xả của các bác chỉ cần vặn một chút xíu là nó đã xả xả hết luôn đấy. Đây đấy. Các bác vặn vào là nó căng đấy. Xả độc tí này là nó chạy tít thò lò luôn. Con này nó có chế độ xả nhanh. Power Arrow, con này thì cối tiếp 2. Đấy, cối tiếp 2, thông số dây thì ít thôi. Thông số dây dây PE thì dây 1 vào được 250m này, 1.5 vào được 200m. PE số 2 vào được 150m. Cước thì cước 1.5 vào được 250m. Cước số 2 vào được 200m, cước số 3 vào được 125m. Cối tiếp 2, cối rất là nông luôn này. Này dùng cho các bác đánh chả biết nó đánh cái gì nữa. Nếu mà đánh lục thì vào dây số 2. Đánh lục mà vào PE số 2 thì các bác vào được 150m. Gạt cước, lăn cước ok này. Hoạt động thì êm mượt, ABS. Hoạt động nó cực kỳ êm mượt, cái cối của nó có một chút oxy hóa này thôi. Một chút xíu rồi. Đây, một chút xíu oxy hóa ở chỗ này. Nó hoạt động thì cực kỳ lê mượt luôn. Hàng thì nguyên bản, nguyên zin. Có chảy xước nhẹ. Đây có chảy xước chút này, tay quay có chảy chút đây này. Đấy, trên chỗ này có chảy chút không anh? Trên chỗ này có chảy chút. Đấy, chỗ này thì nó hơi ám ám chút, cái này lau đi là nó hết. Cái này em quên chưa lau cái chỗ này. Đấy, hoạt động thì cực kỳ là êm mượt luôn. ABS. Con này có nút châm dầu nhé. Có cái ốc châm dầu này. Power Arrow, con này hàng Made in Japan. Made in Japan. Cái mông miếc của nó bên dưới còn đẹp này. Đây, cái mông có xước nhẹ một chút xíu đây. Này mã M11. Nó nặng 660 gram. Ratio 3.8. Con này có giá 2 triệu rưỡi. M11 2 triệu rưỡi. Tiếp theo lên cần. Cần đây có một cây cần súp ấy, cây này là cây
spin súp 2, cây này cứng 25 dài 4m2 này. Đấy, cứng 25 dài 4m2, như cây này thì giã hết khoen hết lấy ra rồi. Đấy. Giã hết khoen hết hết bát ra rồi các bác nhé. Nó trần trụi hết rồi. Cái này dùng cho các bác về làm cần tay. Đánh bạo lực. Đấy. Đây các bác muốn 4 mét mà cứng tầm khoảng độ 6 7h 8h thì đây. Đấy. Bây những cái cây này về là cứng được tầm 6 7h, rút ra thẳng tưng. Loại này các bác câu con cá tầm 2 cân thì các bác bách thẳng lên bờ luôn, khỏi cần vợt. Nhưng mấy cây này nó là cây câu cần đơn ấy. Câu đơn thì cái con cá mà tầm khoảng độ đôi cân thì các bác cứ thế bách thẳng lên bờ luôn, không cần phải vợt nữa, chỉ sợ nó sứt mồm thôi. Đấy, cứng 25 còn súp nhé, cứng đấy, còn súp cứng 25 dài 4m2, ngoại hình thì xấu, chảy xước choe choét rồi, chảy xước choe choẹt cả. Cái này về lóng gốc thì các bác phải bọc cái màng co vào nhìn cho nó đỡ, bên trong thì nó có chảy xước này, bên trong có xước sát, không dập nứt gì hết nhé, xước rồi. Giá thì nó cũng chỉ hơn cây cần phíp chút thôi, nếu mà cây cần súp phíp thì nó còn đắt hơn cây này luôn. Cây này mã C1, gốc 26, ngọn 2,2 ly, nặng 340 g. Cây này mã C1 có giá 400.000. Chảy xước nhiều quá. Tiếp theo mã tiếp theo mã C2. Mã C2 đây có cây ghi là cát tinh, súp cát tinh này, dài 4m. Cây này cứng 25 luôn ấy. Cây này cứng 25. Đấy, cũng giã hết khoen rồi, còn cái bát. Về các bác không thích thì các bác giã nốt cái bát rồi, để làm cần tay. Dài 4m này, cứng 25 này. Đấy, như mấy cây này thì thật sự là các bác cứ loại cá tầm 2 cân các bác bách thẳng lên bờ luôn, không cần phải vợt. Cần carbon nữa nhé. Cái cây này ngoại hình còn khá là đẹp này. Ngoại hình khá là đẹp nhưng mà nó nát hết khoen rồi. Nát hết khoen rồi mà mua mấy cái khoen Trung Quốc, khoen gia công về lắp vào đây thì nó cũng chả khác gì bán trần trụi này luôn cho nó nhanh. Đấy, cần còn tương đối đẹp này. Cây này xước rất là ít. Dài 4m, cứng 25 thôi. Cứng 25. Cây này nặng 360 g. 360 g, gốc 24, ngọn 2,4 ly. Gốc 24, ngọn 2,4 ly. Cây này có giá 500.000 đấy. Cây này có giá 500.000. Dài 4m này, các bác hạ tay câu bạo lực. Cái này các bác có thể giật lục ok luôn đấy. Tiếp theo mã C3, cây cần cây này New Way súp, cứng 25 dài 3m9. Cứng 25 dài 3m9, cây này thì quen pad hoàn chỉnh, quen pad Fuji. Pad Fuji FS7, quen Fuji. Quen của nó ok nhé, không dập nứt gì ấy.
Khoen không nứt nát gì luôn. Khoen ok này. Ngoại hình thì cũng có chảy xước. Như lóng trên này còn lóng ngọn thì đẹp. Lóng này thì có xước răm ấy, xước răm. Xước răm rất là nhẹ. Cứng 25 thì dùng cho các bác gảy rô, gảy chép. Đánh răng xê trước thì cũng được. Giá thì thật sự là mấy cây này em bán giá nó chỉ nhỉnh hơn cái cây cần súp phíp một chút thôi. Những cây cần súp phíp mà nó đẹp thì người ta cũng phải bán tầm khoảng 400 đến 450 rồi. Đầy shop các bác cứ theo dõi nha. Nếu mà súp phíp đẹp họ bán tầm 450 rồi. Những cây này nó chảy xước chút này em bán thực sự nó chỉ nhỉnh hơn cần súp phíp chút. Mà những cái cây súp phíp cứng 30 còn không không cứng bằng cần carbon này cứng 25 luôn. Xước răm ấy. Có xước răm này. Quen pháp Fuji cây này mã C3 này, gốc của nó 25, ngọn 2,6 ly. Nó nặng 340 g, cây này có giá 570.000. 570.000. Tiếp theo là một cây này dài 4m2. 4m2 cứng khoảng tầm 25. Cứng tầm 25. Cái lóng trong này thì còn đẹp này. Cái lóng ngoài thì xấu ấy, lóng trong thì còn ok này. Lóng trong thì còn rất là sáng. Màu tím tím này. Lóng trong thì rất còn rất là sáng bóng. Quen pad Fuji. Cái lóng trong thì còn đẹp. Hai cái lóng bên trên này thì không có chảy xước gì ấy. Đẹp luôn. Cái lóng này cũng đẹp này. Lóng này không gần như là không thấy có chảy luôn này. Cái lóng thứ hai từ gốc lên này. Răm răm tí xíu ở đây này. Đây. Dầm dầm tí xíu ở đây. Màu thì còn rất là sáng đẹp nhưng mà cái lóng gốc thì nó xấu ý. Lóng gốc này. Lóng gốc này nó phai sơn này. Chỗ này là nó phai sơn. Dài 4m20. Pad Fuji. Cái keo ở đây nó bị gì? Bị chóc cái keo ở cái chỗ lên khoen à, lên bát này không ấy. Cái này về các bác hạ pát thì cũng ok này. Cái này hạ pát thì dễ. Rút chỉ ra phát là ra hết luôn, không bị dính keo vào cần luôn. Bởi vì nó chóc hết keo ở cái chỗ lên bát này. Dài 4m2, cứng khoảng 25. Cây này gốc 25 này, ngọn 2,4 ly. Nặng 370 g, mã C4 có giá 600.000. Cái này có giá 600.000 nhé. Quen Pad Fuji. Tiếp theo mã C5. C5 cây súp cứng 25, dài 3m9. Hàng của Alpha Tucker. Hàng của Alpha Tucker ấy. Cần carbon. Cái ngoại hình thì nó còn tương đối. Có xước răm. Ngọn thì nó màu trắng như này. Carbon ấy, carbon xoắn này. Đấy, đẹp. Cái lóng này còn đẹp này. Có xước răm rất là nhẹ mà. Phải vết xước lông mèo. Khoen đều ba nó gập này. Cái lóng bên dưới này có xước răm này. Lóng có xước răm ấy. Cứng 25 thì dùng cho các bác gảy rô, gảy chép.
cầu Lăng Xê, cầu Ngâm. Cây này gốc 24, ngọn 2 ly 2, nặng 340 g. Cây này có giá 630.000. 630.000. Cũng 25 dài 3,9. Cần thì còn tương đối. Có chảy xước. Tiếp theo là mã C6. Mã C6 ở đây có cây cutter, súp lở cutter EX. Cây này cứng 25 dài 4,2 m. Cứng 25 dài 4,2 m, hàng của Suzumi. Suzumi. Carbon, carbon rod. Khoen pad Fuji, dàn khoen này rất là sáng đẹp. Dàn khoen Fuji sáng đẹp. Cây này là màu mận chín. Cây này màu mận chín. Ngoài hình các ngoài hình cái lóng bên trong này còn đẹp này. Đấy. Lóng trong vẫn còn bóng. Cái nước sơn nó vẫn còn rất là sáng bóng luôn này. Bóng loáng luôn. Cái cây này còn tương đối là đẹp. Bên ngoài thì có răm răm nhẹ nhẹ chút xíu. Cái này thì xước rất là nhẹ, cán mút như không. Khoen pad Fuji, cây này còn khá đẹp, có xước răm rất nhẹ. Cây này thì dài 4,2 m, gốc 34, gốc 34 là cái cán mút này quá. Đấy, cán mút này. Còn cái chỗ này nó chỉ khoảng 25 thôi. Cái chỗ này chỉ 25 thôi, còn cái cán mút này nó là 34 này. Ngọn 2 ly 3. Nặng 476 g, 470 g. Mã C6 này có giá 750.000. 750.000, cần còn rất là đẹp. Tiếp theo là cây súp. Cây này hàng của Siomat. Súp EX, cây này cứng 27 dài 4,20 m. 27 này là nhà sản xuất họ ghi. Thế còn 27 thì nói chung là như những cây này thì nó không cứng được như những cây 27DX của Daiwa hoặc là của Shimano, dạng như kiểu súp leader đâu các bác. 27 này nó không cứng được như những cái cây DX của súp leader với những cây 27 của Daiwa. Đây là em cứ nói thật. Không phải nhớ đến những các bác có chốt này bảo là nó 27 gì mà nó mềm nó thế thì các bác không nhận thì nó không không được thoải mái cho lắm. Em cứ nói trước là nó không được như những cây súp leader đế chứ. Ngoài hình nó còn tương đối là đẹp thôi. Ngoài hình nó tương đối là đẹp.
Cái cây này thì thật sự là hôm trước em bán cho một cái bác ở trong Vũng Tàu, hàng đến nơi thì bác em bảo là bác ấy đi 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 biển, bác ấy chưa về, không không nhận được. Thế nhưng mà khi hàng quay đầu về thì em thấy họ cũng bóc tanh bành nữa rồi, bóc tanh bành ra kiểm tra hàng với các kiểu, rạch hết cả chống sốc trước ở bên trong ra kiểm tra hàng hết các kiểu, còn chơi mất cả mất một cái nắp đít luôn ấy. Cái này là em phải kiếm cái nắp đít khác em lắp vào đây này. Cái này em kiếm cái nắp đít khác em lắp vào đây, như cái nắp đít nguyên bản của nó thì bị nhảy mất rồi, mà không biết ai, không biết ông nào nhảy thì em không rõ lắm. Bác bảo là không kiểm tra hàng kiếc gì, không 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 biết gì cả, nó hàng kiểm tra hết rồi, còn cần còn mất luôn cả cái nắp vít. Cái này khoen phát Fuji ngoài hình còn khá đẹp rồi. Cây này mã C7, gốc 26, ngọn 2 ly 6, nặng 390 g. Cây này mã C7 có giá 800.000. 800.000. Tiếp theo mã C8. Mã C8 đây một cây, cây này cứng 25, dài 4m20. Cứng 25 dài 4m20. Cây này thì sản xuất ở Trung Quốc, made in China này. Made in China. China xuất Nhật. Mấy cái chữ này thì là tiếng Nhật thì không biết nó là cái gì. Đấy, khoen pad Fuji, dàn khoen thì đẹp, không hề nứt nát gì luôn. Dàn khoen sáng đẹp này. Cây này ngoại hình còn tương đối đẹp, không thể có chảy xước gì. Nguyên si nguyên bản luôn, đẹp quá. Cây này đẹp, bên ngoài nó cũng đẹp này. Đấy, bên ngoài nó còn rất là đẹp luôn. Cây này gốc 25, ngọn 2 ly 3, nặng 460 g. 460 g, dùng cho bác gẩy rô, gẩy chép, anh lăng C, cùng ngâm. Mã C8 có giá 700.000. Cái này C8 700.000. Tiếp theo mã C9. C9 đây có cây Ryobi. Cây này hàng Ryobi này, Carbon Master SS2. Cây này cứng 30, dài 3m9. 30 dài 3m9, hàng sản xuất ở Korea, made in Korea, Hàn Quốc. Cây này thì nó cũng nguyên zin nữa, nguyên bản, chưa có dấu hiệu gì của sửa chữa cả. Thế mà hôm nọ em gửi cho một cái bác, kia bác ấy bảo là nó không zin. Bác không lấy, chả biết nó không zin ở chỗ nào luôn ấy. Bác bảo là hai cái lóng này nó hơi khác màu chút, cái lóng này với cái lóng này nó hơi lệch màu chút, thì bác bảo là nó không zin, bác không lấy. Mà cây cần này thì em thấy nó nguyên bản thôi, chưa có dấu hiệu gì của sửa chữa tháo trước gì đâu. Cần thì còn khá là đẹp này. Mà thật sự cái đồ này mà cái đồ này mà có sửa chữa mà thay lóng, kiếm được cái lóng mà để lắp vào được của nó mà vừa thì cũng thì có khi cũng làm cái cần khác cho nó nhanh. Đây lóng rồi, lóng rất dày rất đẹp này. Ryobi Korea cứng 30, cây này cứng chuẩn 30 thôi.
cũng chuẩn 30. Hôm trước nói chung là để test về độ nảy của nó với so với cái cây T33 T30 của Đài Hoa thì nó cũng tương đương nhau, không 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 kém chút nào luôn. Test về độ nảy độ cứng ấy, cần không hề bị nhão luôn. Không hề nhão cần một tí xíu nào luôn. Nói chung là nó chỉ nảy hai cái lóng trên. Còn nó không bị ưỡn ẹo ở chỗ giữa giữa cần như những cái cây cứng 25 27 cơ. Cây này nó cứng chuẩn 30. Cây này các bác này thể đánh lục đầu cần ok. 30 dài 3,9 m. Cây này mã C9, gốc 29 này, ngọn 3 ly. Nó nặng 385 g. Mã C9 này có giá 920.000 nữa. C9 này có giá 920.000. Tiếp theo mã C10. C10 cây Đài Hoa súp cắt tinh. Cây này power cắt T30 405 ấy. T30 405. Cây này thì cứng chuẩn 30 cx, ga so độ cứng nó với cái cây Ryobi kia nó cũng không khác gì nhau đâu ạ, đồ nảy thì cần không khác gì nhau cả. Đồ cứng thì cũng cũng thế. Nói chung là những cây hàng hãng chuẩn hãng chẳng hạn như Ryobi, Đài Hoa hay là Shimano ấy, nó những cái độ cứng của nó rất là chuẩn. Còn như những cái hãng khác của Hàn Quốc hay những cái hãng khác thì thấy em thấy nó không không cứng được chuẩn như những cái hàng của Daiwa, hàng Shimano với Ryobi. Nói chung là có với lại Olympic ba hãng ấm, nó được bốn hãng đấy là nó cứng rất là chuẩn luôn. Cây này thì khoen phui xích nữa, dàn khoen phui xích bóng bóng loáng này. Ngoài hình như nó còn tương đối là đẹp, có định vị khoen nữa, định vị khoen này. T30 nhưng mà mấy cây này thì nó cứng so với súp leader thì nó cũng ngang nhau, không không khác gì nhau so với súp leader CX, tương đương nhau. Cái này có xước dăm nhẹ nhẹ chút đây này. Cái vòng này thì nó hơi xỉn xỉn chút. Pat Fuji chai lớt, chai lớt này nó thép không gì. Gốc thì có xước dăm ấy, gốc thì có xước dăm. Những cây này các bác đánh lục đầu cần thì rất là ok luôn ấy. Cây này thì sản xuất ở Korea này, made in Korea. Cây này mã C10, gốc 28, ngọn 2 ly 6. Nặng 430 g. Cây này có giá 2 triệu ấy. Cây này có giá 2 triệu. Dàn khoen xích rất là đẹp. Tiếp theo là cây ba khúc, ba khúc cây này hàng của Shimano. Cây này là cây Hyper X Pro Select Hyper X 405 cx, 405 cx. Cây này nhưng cần ba khúc thì cx thì nó cứng tương đương với tầm BX rút. Dàn khoen Fuji Xích hai khoen gập ấy, hai cái khoen gập luôn, nó khá là gọn. Khoen xích cái này nó xoắn nổi gân như vậy, xoắn ích nổi gân này. Những cây hai power ích là nó xoắn như này. Đấy.
cả cần rút hay cần khúc thì nó cũng xoắn như này, xoắn nổi rất là đẹp. Cây này thì ngoại hình còn tương đối, chỗ này nó có xước răm một chút này, xước răm rất là nhẹ rồi. Ở cái lóng hai xước răm rất là nhẹ rồi. Cây này cắm vào vẫn còn rất là căng. Rất là căng luôn, rút ra rút vào rất là căng. Bát vẫn nguyên bản thôi, vẫn nguyên bản bát cao ấy. Vẫn nguyên zin. Cái này bác nào mà lấy thì về các bác phải tự hạ bát, em không biết hạ bát, không có đồ để hạ bát. Cây này mã C11, gốc 24, ngọn 3 ly 1, nặng 480 g. Mã C11 này có giá 3,5 triệu thôi. Mã C11 này giá 3,5 triệu. Tiếp theo mã C12. C12 đây cây Tournament, Daiwa Tournament Pro Cutter. Cây này cứng 27 dài 4 m. Cứng 27 dài 4 m. Dàn khoen xích. Dàn khoen Fuji xích thôi. 5 khoen. Tournament này có định vị lóng. Định vị lóng đầy đủ ấy. Đấy, các lóng của nó đều Tournament hết này. Định vị lóng. Cái đầu bu của nó rất là to này. Đầu bu nó rất to ấy. Đầu bu xích. Pat Fuji nguyên bản. Top Cutter Spencer Litty. Cây này thì sản xuất tại Nhật. Đấy, sản xuất tại Nhật. Amofo Whitaker. Hàng là phân khúc là cao cấp của Daiwa. Cây này nó còn rất là đẹp. Đấy, có vết chảy nhẹ đây. Có vết xước nhẹ chỗ này. Nó nguyên bản bát của nó vẫn đây. Vẫn bát cao. Cây này mã C12, gốc 25, ngọn 3 ly 4, nặng 405 g. Nặng 405 g. Cây này có giá 3,6 triệu. Cây này nó chiều dài của nó là 4 m. 4 m. Nhưng mà cái lóng, cái lóng ngọn thì nó lại ngắn hơn cái lóng gốc, à cái lóng thứ hai bằng này thôi. Cái lóng ngọn nó ngắn hơn cái lóng thứ hai bằng này. Em đo cụ thể nó ba phẩy năm cm thôi. Cái lóng ngọn nó ngắn hơn cái lóng thứ hai 3,5 cm. Mà cái cây này em cắm hết tầm hết cỡ mà cắm không thể cắm được vào nữa. Mà cắm vào đến lúc mà rút ra phải hai người, mỗi người một lóng rút ra nó mới ra được. Nó mà em đo nó dài được 4,02 m. Đo nó dài 4,02 m. Nhưng mà cây cần này nó ghi đây là 4 m này. Đấy, 27 dài 4 m. Thì chiều dài thì nó không hụt, nhưng mà cái lóng ngọn thì em thấy nó ngắn hơn cái lóng thứ hai 3,5 cm. Tiếp theo là mã C13. C13 em đây có một cây Ryobi ấy. Cây Ryobi Pro Tiger Pro Skyer. Cây này cứng 35 dài 4 m.
đứng 35 dài 4 mét. Cây này thì nó đấy, cây này nó xoắn ích, xoắn ích nổi gân, xoắn ích nổi gân. Phôi xoắn ích nổi gân rất là đẹp. Đấy, cái cây này thì nguyên bản của nó là cây 7 khoen thôi. Cây này 7 khoen. Nhưng mà em lấy về thì nó lại có 5 khoen thôi. Mà khoen của nó thì nó không không đi keo nữa mà nó dán nó cuốn bằng dính. Khoen của nó không cả 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 khoen cả bát nó không đi keo mà nó cuốn bằng dính. Nên là về em tháo luôn cái băng dính ra, bây giờ nó trần trụi một bộ phôi thôi nhé, trần trụi bộ phôi này, cái chỗ mà nó hạ hạ pát ra này, đây bọn nó hạ pát rất là đẹp luôn này, đây. Bọn nó giã pát ra rất là đẹp, không hề có một dấu hiệu gì của chỗ pát này thôi, có mỗi chỗ này thì nó bị sứt một chút xíu sơn này, đây, ở cái lóng gốc ấy. Cái chỗ này là đúng cái đoạn pát này, này. Mà nó không có cái dấu vết gì của vết keo bát luôn đấy. Nói chung là về nếu mà các bác đánh lục, các bác đi bát xuống dưới này thì bên trên này vẫn đẹp keng nhé. Đấy, bên trên này không có dấu hiệu gì của keo đi lên 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 bát luôn này. Ở chỗ này xuất một chiếu chiếu sơn lên đen đây. Đấy. Cái cây này nó là cây Pro Skyer 35, cứng 35 dài 4 mét, hàng Super Ambu Fold. Phôi cao cấp ấy. Nó nguyên bản của nó là nó bộ của nó là 7 khoen. Mà nó giã ra thì kiểu gì mà nó lên nó cuốn lại nó có 5 khoen thôi. Nên là những cái chỗ nó giã khoen này là nó bị chảy sơn đúng không này. Chỗ nó giã khoen thì bị chảy sơn đấy, nhưng mà ở cái chỗ cái bát thì nó lại làm rất ngon này. Chỗ giã khoen này nó làm thì nó lại để bị chảy sơn đây, chọc sơn này. Chọc sơn nhìn thấy phôi carbon luôn này. Cái này là chóc sơn quá nhỉ, chóc sơn nhé, không phải bị phôi, không ảnh hưởng gì nhé. Đây. Cái này mà nếu mà bác nào mà kiếm được một bộ, kiếm thêm được hai cái khoen nữa mà đi vào đủ bộ 7 khoen mà đi vào đúng cái chỗ cũ này của nó thì là ok này. Cái đầu bu xích rất là to luôn này, cả cái đầu bu bây giờ nó không 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 quấn chỉ nữa ấy. Mà nó nguyên bản là về nó quấn bằng dính. Đấy. Những cái chỗ này nó quấn bằng dính hết này, để những chân khoen nó quấn bằng dính lên là em tháo bằng dính nhà, tháo rồi cái bộ khoen nó ra luôn này. Đây là bộ khoen này, khoen phui xích. Đấy, bộ khoen phui xích này nó có một cái khoen cái là khoen 30, khoen cái 30 này, một cái khoen thứ hai là khoen 25 này, khoen thứ hai khoen 25, một cái nữa là khoen 20 này, một cái nữa khoen 20 và cái khoen trên này là khoen 16. Đấy, đây là bốn cái khoen nhé, bốn cái khoen với một cái bu là 5. Đấy, nó quấn vào trong một bộ 5 khoen. Nhưng nguyên bản của cây cần này em thấy dấu của nó khi dấu mà nó giã ra là 7 khoen, nhưng mà nó cho mình có 5 khoen thôi. Đây là bát. Đấy, bát nó cuốn bằng dính luôn. Bát của nó thì xịn sò ấy. Bát Fuji NS7.
Cái này lên khoen à, nếu mà lên bát thì nó tháo cái miếng nhựa này ra nhé, đi chỉ vào bên trong xong rồi úp cái miếng nhựa này vào. Đấy là nó kín nhựa à, nó kín cái dây ở chỗ cái đoạn giữa này. Đây, đấy, cái chỗ này là chỗ để đi chỉ. Chỗ để đi chỉ vào đây xong úp cái miếng nhựa này vào nó sẽ kín cái chỉ đấy. Cậy mãi thì nó không ra, lúc lắp vào nó mãi nó không vào. Để tí em xong em lắp vào lại cụ thể. Đấy, đây bát khoen. Khoen bát. Cái này em bán nguyên nguyên như này thôi. Bán nguyên như này về các bác tự tự lên nhé. Để các bác tự lên đằng nào cũng các bác đi lên đi đi lên bát đi 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 hạ bát thì cũng một công đấy. Bảo họ lên quen cho luôn, ok. Cái cây này nó có định vị này. Định vị lóng. Định vị lóng đầy đủ. Đấy, cứng 35 AX đúng, cứng 35 này. Cứng 35 này tương đương với AX này. Cái này giáp vào nó cứng như que củi. Những cái này vụt thì chắc căng tay luôn, không sợ. Cái bộ phôi này với những cây này em bán cái mã C13 gốc 26 ấy, ngọn của nó 4 ly 2. Ngọn 4 ly 2, nó nặng 557 g. Cái 557 g là nguyên bộ phôi này không ấy, chưa có khoen, chưa có bát. Cái này có giá 4 triệu rưỡi thôi. Cái này có giá 4 triệu rưỡi. C13 4 triệu rưỡi. Ở trên đây em có một ít máy với một ít cần. Các bác chốt ngày nào liên hệ với em qua số điện thoại 0969 113 285. Trước khi kết thúc video thì một lần nữa em xin chúc sức khỏe toàn thể các bác. Em chào toàn thể các bác.